Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 100, ngày 15, Chúa Cứu Thế. Kinh Thánh Matthew đoạn 22 câu 41 đến 46. Câu ghi nhớ Matthew đoạn 22 câu 43 phần B. Vua David được Đức Thánh Linh cảm động gọi Đấng Christ là Chúa. Vua David được Đức Thánh Linh cảm động gọi Đấng Christ là Chúa. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 22 câu 41 đến 46. Kinh Thánh Tân Ước trang số 24. Trang số 25 thì câu 41 đến 46. Khi người Pharisee nhóm nhau lại thì Đức Chúa Giêsu hỏi họ rằng: Về Đấng Christ các ngươi nghĩ thế nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua David. Ngài đáp rằng: Vậy vì cớ nào vua David được Đức Thánh Linh cảm động gọi Đấng Christ là Chúa mà rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi. Vậy vua David xưng Ngài là Chúa thì Ngài làm con vua ấy là thế nào? Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó chẳng ai dám hỏi Ngài nữa. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 43 phần B. Vua David được Đức Thánh Linh cảm động gọi Đấng Christ là Chúa. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Bắt đầu chỗ chữ vua David. Vua David được Đức Thánh Linh cảm động gọi Đấng Christ là Chúa. Vua David được Đức Thánh Linh cảm động gọi Đấng Christ là Chúa. Trong phần tìm hiểu, Chúa Giêsu từ trời đến thế gian trong dòng dõi của vua David nên Ngài được gọi là con vua David. Đấng Christ có nghĩa là Đấng Cứu Thế. Vua David xưng Ngài là Chúa tôi. Ở đây chúng ta thấy em vẽ quả bóng bay rồi tô màu quả bóng luôn cả dòng chữ in trên đó cho thật đẹp nhé. Vẽ cái quả bóng này. Quả bóng. Rồi. Giờ mình tô màu chữ Chúa Cứu Thế Giêsu trước. Chúa Cứu Thế Giêsu. Rồi. Sau đó mình tô màu cái quả bóng. Quả bóng màu gì ghê? Em muốn tô màu gì cũng được nha. Các em thích tô màu gì thì tô nha.
chỗ bóng này mình tô màu trắng nha. Rồi vua David gọi Chúa Giêsu là Chúa tôi vì Ngài chính là Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa Giêsu từ trời Ngài làm người để Ngài cứu con người, cho nên Ngài được sinh ra ở trong dòng dõi của vua David. Nhưng Chúa Giêsu chính là Chúa của vua David. Dù Chúa Giêsu là con cháu của vua David, nhưng mà Ngài là Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là đấng cứu thế, nhưng Ngài giải cứu thế gian theo cách của Ngài, chứ không theo cách suy nghĩ của người Do Thái. Chúa Giêsu yêu thương con người, cho nên giáng sinh xuống làm người để chịu chết thế cho con người, cứu con người. Thực hành, em tin những gì Kinh Thánh chép về Chúa Giêsu. Em tôn thờ Ngài là Chúa cứu thế. Ở đây có hình ảnh Chúa Giêsu yêu thương thiếu nhi, Ngài có cái trái tim lớn chia cho thiếu nhi nè, Ngài yêu thương thiếu nhi, yêu thương mỗi em. Trong phần gợi ý cầu nguyện, cầu xin Chúa giúp em vững tin nơi Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Và Chúa Giêsu, con tin Ngài là Đức Chúa Trời đã đến thế gian, cầu xin Chúa giúp con yêu kính Chúa và nói về Chúa cho các bạn của con. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện nhé. Cái chỗ này mình có thể sửa cái chữ em thành cái chữ con để dùng làm lời cầu nguyện luôn. Cầu xin Chúa giúp con vững tin nơi Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Lạy Chúa Giêsu, con tin Ngài là Đức Chúa Trời đã đến thế gian. Cầu xin Chúa giúp con yêu kính Chúa và nói về Chúa cho các bạn của con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.